Đây là nhật ký Covid-19 ngày 14 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định phòng dịch tốt thì không phải chống dịch, một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch và nhất là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe và tính mạng của người dân. Chúng ta đã có rất nhiều những nỗ lực và quyết tâm chống dịch trong những ngày vừa qua, nhưng vẫn còn đó sự lơ là, thiếu nhất quán và sâu sát khiến cho bức tranh chống dịch vẫn chưa có thể thêm nhiều gam màu tươi sáng. Hôm nay, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.484.060 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca do Pháp và Ý tài trợ thông qua cơ chế COVAX, trong đó bao gồm 672.000 liều vaccine do chính phủ Pháp tài trợ và 812.060 liều vaccine do chính phủ Ý tài trợ. Nhật Bản cũng thông báo nước này sẽ viện trợ tổng cộng 1,3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca cho 4 quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á, trong đó Việt Nam là 400.000 liều. Theo thống kê sơ bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhập viện trong tình trạng nặng và nguy kịch đã giảm khoảng 30%. Riêng tại bệnh điều trị COVID-19 do bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách, số ca tử vong giảm sâu ở mức chỉ còn khoảng 50% so với những ngày cao điểm. Khoảng 99% trường hợp tử vong do COVID-19 tại xứ England của nước Anh là những người chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine. Đây là nghiên cứu mới nhất của giới chức Anh công bố hôm qua cho thấy tác dụng bảo vệ của việc tiêm chủng đầy đủ. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc kiểm tra trực tuyến công tác phòng chống dịch với các tỉnh Kiên Giang, Tiền Giang. Hai tỉnh này phòng dịch không tốt, từ vùng xanh chuyển sang vùng đỏ, đó là tín hiệu rất đáng lo ngại. Và Thủ tướng đã yêu cầu phải kiểm soát dịch bệnh càng sớm càng tốt, cố gắng chậm nhất là ngày 30 tháng 9. Câu chuyện từ Kiên Giang, Tiền Giang là cảnh báo cho tất cả chúng ta, không tỉnh thành nào an toàn khi địa phương khác chưa an toàn, không một người Việt nào an toàn khi cả nước chưa an toàn. Chính vì vậy, mở rộng vùng xanh, biến vùng đỏ thành vùng xanh là nhiệm vụ khó nhưng chắc chắn phải làm được. Theo ghi nhận của truyền hình thông tấn sáng nay tại thành phố Thủ Dầu Một, trên các con đường, người dân và xe cộ lưu thông với số lượng nhiều hơn so với những ngày còn siết chặt theo chỉ thị 16. Nhịp sống nơi đây dường như sắp trở lại bình thường. Bữa giờ là nhà nước chống dịch cũng cực khổ, thì người dân cũng ở nhà tuân theo quy định của nhà nước. Bây giờ được đi ra đường thì được thoải mái một tí, thì người dân họ cũng rất là vui. Theo quy định mới ở Bình Dương, người dân tiêm 2 mũi và 1 mũi vaccine đủ 14 ngày là được tham gia lưu thông. Hiện nhiều người ra đường mang theo giấy xác nhận vaccine đủ điều kiện là được lưu thông bình thường. Theo dõi cập nhật những thông tin liên tục của thành phố. Hiện nay mình biết là gồm có giấy đem theo là căn cước với chích ngừa. Mình chuẩn bị sẵn đầy đủ. Thành phố Thủ Dầu Một đã chọn phường Phú Mỹ là địa điểm công bố vùng xanh an toàn thành phố do 2 tháng trước đây phường này là vùng đỏ đậm đặc với rất nhiều khu vực phong tỏa, nhiều ca nhiễm cộng đồng. Bằng những nỗ lực vượt bậc, địa phương vùng đỏ đã chuyển hóa thành vùng xanh hoàn toàn. Cuộc chiến phòng chống COVID-19 cơ bản giành thắng lợi, tạo tiền đề mở ra nhiều vùng xanh trong toàn tỉnh. Để giữ cái thành quả này, đầu tiên cái nơi nào xanh thì chúng ta phải không chủ quan, không lơ là, không mất cảnh giác, tiếp tục là tuyên truyền vận động người dân, cấp ủy chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể là tiếp tục là chấp hành những cái nội quy, quy chế và những cái khuyến cáo của ngành y tế để làm sao vùng xanh thì phát triển xanh và vùng xanh này là an toàn. Sau thành phố Thủ Dầu Một, lộ trình đến ngày 12 tháng 9, ba địa phương là Thuận An, Dĩ An và Tân Uyên tiếp tục củng cố mở ra trạng thái bình thường đối với vùng xanh như thành phố Thủ Dầu Một. Hiện Bình Dương đang dồn toàn lực để xét nghiệm bóc tách hết F0 phát sinh còn lại ở những điểm đỏ, xử lý triệt để các ổ dịch, sớm đưa Bình Dương hoàn toàn về bình thường mới trong những ngày tới. Bên cạnh Thủ Dầu Một thì Bình Dương hiện có 5 huyện thành phố khác là vùng xanh. Theo thông tin mới nhất thì Chủ tịch tỉnh Bình Dương đã cho biết, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đây là tin tốt khi chỉ cách đây không lâu thì số ca mắc của Bình Dương đứng trong top đầu của cả nước. Thưa quý vị, có câu Hà Nội không vội được đâu và cũng có câu Hà Nội muốn nhanh thì phải từ từ. Nhưng giờ phải chăng điều đó sẽ bị phá bỏ vào ngày 15 tháng 9 để thế chỗ bằng một quyết tâm thay đổi Hà Nội không vội không được khi chiến dịch thần tốc tiêm 100% mũi 1 ở thủ đô đang được thực hiện. Kỷ lục mà Hà Nội đạt được nhờ sự chi viện của Bộ Y tế, của các tỉnh bạn, nhờ sự ổn định của hệ thống y tế hàng đầu. Nhưng yếu tố tiên quyết của những kỷ lục ấy không thể không nhắc tới sự đồng lòng hưởng ứng của người dân. Tiêm phủ 100% mũi 1 vaccine ở thủ đô một cách thần tốc chính là phòng dịch tốt để sử dụng một đồng phòng dịch hiệu quả để dịch không bùng phát. Điều này cũng có ý nghĩa quan trọng cho việc phục hồi kinh tế.
Cơ sở sản xuất nông nghiệp công nghệ cao này ở huyện Đan Phượng, trung bình mỗi tháng cung cấp cho thị trường 7 đến 8 tấn rau hữu cơ. Tuy nhiên, trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, sản lượng đã bị giảm xuống quá nửa do công nhân phải nghỉ làm. Doanh thu cũng vì thế mà giảm 50%, thậm chí chủ cơ sở còn phải bù lỗ, đem hàng đi tặng. Vì thế hoạt động sản xuất ngay lập tức được thúc đẩy trở lại. Không có người đi làm, không có người tiêu thụ. Xe nó không chạy thì mình không đem đi đâu được. Mà mình xuất thì lại xuất rất là xa, ở Bắc Linh, Bắc Giang, Hà Nội, gửi vào tận trong làm. Khi nghe mọi người đều được đi làm ở vùng xanh ấy, thì mình cũng thấy mừng lắm. Cho nên là ở bên kia là nhà mình mấy cái ruộng mà bỏ cỏ kia rồi mình làm sạch hết rồi để đẩy mạnh sản xuất. Những bãi đất trống đang dần bị thu hẹp để nhường chỗ cho những cây hoa màu. Hoạt động sản xuất đã được tái kích hoạt mạnh mẽ trên toàn huyện, ngay khi Đan Phượng được xác định là vùng xanh. Để đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất, kinh tế nhanh chóng phục hồi, thì toàn bộ người dân ở vùng cam, vùng vàng và vùng xanh đều được tạo điều kiện tham gia sản xuất nông nghiệp, nhưng phải tuân thủ quy định chống dịch. Đặc biệt, riêng tại xã Tân Lập, nơi có nguy cơ rất cao, bà con nông dân được Ủy ban Nhân dân xã cấp thẻ đi làm. 400 cái phiếu này mà cấp cho một đơn vị nào cả, của 13 cụm dân cư thì mỗi đơn vị chỉ có vài chục hộ thôi. Đặc biệt là những người cung ứng hàng hóa như là những người bán hàng tại chợ thì như thế là chúng tôi cho test là 3 ngày một lần. Đấy, thế còn đối với lao động nông nghiệp thì phải 1 tuần đến 10 ngày. Phải ưu tiên cho những hộ coi làm vườn. Thế thì nhưng mà ra là phải có như vậy, chỉ có một đường đi thôi. Thế đồng thời là phải có giấy, có nghĩa là chẳng hạn như là cụm 4 là có giấy, ngoài ra cánh đồng cụm 4. Với tình hình sản xuất như hiện nay, dự kiến sản lượng rau của huyện Đan Phượng trong tháng 9 đạt bình quân 45 tấn một ngày. Huyện cũng đã lên kế hoạch thúc đẩy sản xuất để đảm bảo cung ứng đủ nông sản cho địa phương và thành phố khi cần huy động hỗ trợ. Ngoài cung ứng cho toàn huyện Đan Phượng thì chúng tôi cũng tập trung là vào các cái quận, khu vực nội thành và chúng tôi cũng thực hiện các cái chuỗi liên kết, và nhất là đối với các cái sản phẩm đạt cái tiêu chuẩn OCOP, nhưng cũng khó khăn là nhất là vào trong cái thị trường vùng 1 và các cái thị trường tỉnh khác vướng mắc về cái lưu thông. Vùng thứ ba tập trung để sản xuất nông nghiệp, vừa là để cung ứng hàng hóa lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho thị trường của vùng 1, nhưng đồng thời cũng là để đảm bảo cái đời sống của người dân. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các địa phương thuộc phân vùng 3 của Hà Nội vẫn đang nỗ lực xây dựng những vùng xanh nông sản, duy trì tốt hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó góp phần không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và ổn định nguồn cung lương thực, thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại nhiều người dân thủ đô đang mong chờ sau khi có thông báo Hà Nội sẽ xem xét phương án nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong các khu vực sau ngày 15 đến 12-21 tháng 9. Tuy nhiên, mọi hoạt động nới lỏng hay mở cửa đều phải đảm bảo an toàn bởi dục tốc bất đạt, nhất là trong bối cảnh nguy cơ bùng phát là có thật và đã diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, không loại trừ Việt Nam. Vâng, đến đây nhật ký COVID-19 ngày 14 tháng 9 cũng xin được khép lại với tiểu mục Hỏi đáp vaccine. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Tiêm mũi 1 xong bị COVID-19, lỡ tiêm luôn mũi 2, sức khỏe có bị ảnh hưởng không? 6 tháng sau F0 mới cần tính đến chuyện tiêm nhắc một mũi. Vì người đã mắc COVID-19 rồi thì kháng thể còn mạnh hơn người đã được tiêm đủ 2 mũi, cho dù trước đó có tiêm chủng hay chưa. Nếu lỡ tiêm tiếp mũi 2 cận ngày sau khi đã trở thành F0 và khỏi bệnh thì hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới sức khỏe, chỉ có điều là lãng phí thuốc. Đã tiêm 2 mũi AstraZeneca, tiêm thêm mũi thứ 3 Pfizer nếu có điều kiện được không? Bạn đã tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca rồi thì yên tâm, không cần tiêm nữa. Hướng dẫn của Bộ Y tế về việc tiêm Pfizer dành cho người đã tiêm AstraZeneca là mới tiêm một mũi, tiêm Pfizer như mũi 2. Việc tác dụng của hai mũi vaccine kéo dài bao lâu, có phải tiêm nhắc vào các năm sau hay không, thế giới vẫn đang nghiên cứu.